Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Beastwarm Simulator phần thứ 3. Đây là cái chuỗi series về quá trình mình lấy được cái vũ khí tim xanh Type Pupper. Hãy cùng nhìn lại về số lượng like của video phần 2 rất là nhiều. Hãy tiếp tục như vậy, thả like trước khi coi video này nhé, để mình có động lực ra nhiều video hơn về cái chuỗi series này. Hiện tại thì mình đang dừng lại nhiệm vụ thứ 170 mấy, mình không nhớ nữa, nó tên là Picnic. Trong đó có một nhiệm vụ rất là khó chịu, tại nó vừa tốn kém vừa tốn thời gian, đó chính là tiêu diệt kiến. Chúng ta sẽ có defeat 95 con kiến, cũng như defeat 90 con kiến army. Có nhiều bạn hỏi là từ game Beastwarm này đã cập nhật gì chưa? Tại sao anh lại quay trở lại series này? Thật ra là chưa các bạn. Từ game này bây giờ một năm cập nhật một lần. Và mình có đặt mục tiêu cách đây tầm 2-3 tháng, đó chính là trước khi bị mát, nếu mà có nha, mình sẽ lấy được cái Type Pupper. Hiện tại được 172/250 rồi. Theo lẽ bình thường á, thì mình chỉ cày những nhiệm vụ này trong âm thầm thôi. Tại vì công việc của một YouTuber là phải đưa tới các bạn những content, nghĩa là trong mọi cái video nó phải có cái tiêu đề. Còn cái việc cày guốc như vậy thì nó cũng hơi nhàm. Cho nên các bạn thấy là series này nó chia thành nhiều phần, đều có mục tiêu là cày guốc để lấy được Type Pupper phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5, phần 10 nếu mà có. Rồi ha, thì bây giờ chúng ta đi tìm con kiến nào. Với những nhiệm vụ như vậy thì mình sẽ không cần phải đổi cái mặt nạ, cứ xài mặt nạ Diamond cũng được. Lấy vé kiến nha. Vé kiến này chúng ta miễn phí mỗi 2 tiếng. Còn khi mà chúng ta cạn kiệt vé kiến rồi thì mình sẽ dùng 10 tích kịch. Đó, dùng 10 tích kịch để đổi vé kiến. Cái sự tốn kém ở đây là như vậy nè. Xuyên thì 2 tiếng một lần có một vé kiến miễn phí. Còn không, mỗi lần đi tiêu diệt á là phải tốn 10 tích kịch. Tại vì thường nhiệm vụ của mình 95 con kiến, 90 con kiến army phải tiêu diệt tốn 2 vé kiến. Quá trình diệt kiến này thì mình đã có làm nhiều video rồi. Cái mục tiêu chính của mình vẫn là đi farm Poland. Tại vì cái Poland các bạn á, nó chạy theo cây màu xanh lá cây nè, đẩy 17.000, 24.000 ha, thì nó mới qua được cái round tiếp theo. Và mục tiêu chúng ta là defeat 95 con kiến bình thường cũng như là 90 con kiến army. Kiến army theo mình nhớ không nhầm là từ 2 tới 3 round thì nó mới xuất hiện những kiến army. Bên cạnh đó chế độ kiến này mình sẽ có con kiến ai da, con kiến bay các bạn, flying ant, cũng như là kiến lửa, fire ant, rồi kiến chúa này kia nữa. Thì trong những cái series về quá trình này, mình sẽ cố gắng đưa tới các bạn những kiến thức, cũng như nhắc lại những kiến thức để cho các bạn mới chơi chưa có lâu ấy, các bạn theo dõi video này vẫn hiểu được ý mình muốn nói. Chúng ta đang có là 157 điểm, còn 3 phút nữa cái đồng hồ bên góc trên kìa. Hiện tại thì con kiến đã tăng dần cấp độ lên cấp 11 rồi. Vậy cho nên á, liên quan tới cấp độ, các bạn cần phải nâng cấp bè ong mình lên. Level càng cao thì mới tiêu diệt được những con kiến này. Diệt kiến mình sẽ có bùa kiến nha các bạn. Bùa vàng, bùa bạc, bùa đồng, bùa diamond, bùa supreme. Đủ rồi thì mình chết thôi. Mình không quan trọng tới cái việc chúng ta điểm cao. Thì nếu các bạn chưa biết bao nhiêu điểm mình có thể lấy được cái bùa, thật ra là trong game nó cho chúng ta biết hết trơn rồi. Tại các bạn mới chơi, bạn không chịu nghiên cứu thôi. Đây, chỗ này mình có một cái quyển sách nè. Không tới 24 điểm là được cái bùa đồng. Rồi bùa bạc, bùa vàng, bùa diamond. Tới 150 point mình sẽ được cái bùa supreme, là cái bùa cao nhất. Ok, mình sử dụng thêm một cái oi đi. Bây giờ gọi là chơi tiết kiệm lắm luôn á, không dám sử dụng bất kỳ một cái gì luôn. Rồi ha, 103 triệu tiền, chỉ là một cái blue extract. Nhiệm vụ tiếp theo nè. Easy, 870 triệu pollen từ bamboo field. Ok, đặt vòi tưới nước và đi farm thôi. Cho thêm cái jelly bean nè. Mấy cục jelly bean này nó như thực phẩm bổ sung rồi các bạn. Nó cho chúng ta thêm một cái trạng thái về blue boot, về red boot, critical gen, white pollen này kia. Thời gian thì khoảng tầm 1 phút thôi. Lại tiếp tục một nhiệm vụ nữa của Buck Kobe. Lần này chúng ta được thêm 20 cái moon charm nè các bạn. Một blue extract, 100 triệu tiền. Cái moon charm nó dùng để các bạn crafting collector nha. Cũng là easy. 1 tỷ 300 triệu pollen từ pine tree. Mình sẽ đi vào cái khu vực blender để coi là mình đang crafting cái gì. À, mình đang crafting là 35 cái star jelly. Mình sẽ pick up luôn 24 tích kịch. Xong ha. Mục tiêu đầu tiên hiện tại chúng ta vẫn là crafting cho nó xong 50 cái super smoothie đi. Mình thiếu là 11 cái super smoothie. 11 mình nhân cho 3. Tại vì á, là một cái super smoothie mình cần 3 bubble potion. Tức là chúng ta sẽ nhân lên 33. 33 mà trừ cho 13 mình sẽ tốn 20. Thiếu 20 bubble potion nữa. Mà bubble potion á, thì nó lại tốn chúng ta là blue extract, red extract và cái glue. Đấy, khá là ngốn cái blue extract luôn. Thôi kệ đi ha. Pick up 20 ticket. Rồi sau đó mình sẽ chuyển qua cái super smoothie này. Thiếu 11 cái nữa. Ôi, thiếu cái gì rồi? À, thiếu neon berry. Oh my god. Thôi kệ, trước 7 cái đi ha. 7 cái là chúng ta thiếu 4 cái nữa. Thiếu cái 4 cái super smoothie nữa. Chơi Beastwarm thì các bạn cũng phải nên nghiên cứu ha. Một là coi video của mấy youtuber trên YouTube, còn hai tự nghiên cứu wiki. Thân Neo Bear, con này cấp 9. Vậy cho nên nếu bạn muốn tiêu diệt được nó nhanh, trong thời gian là 2 phút 25 giây,
chúng ta cần một cái team tối thiểu là cấp 9, càng nhiều càng tốt nha. Bây giờ mình sẽ đi farm trên cái nồng Pytree này 1 tỷ 300 triệu Poland. Mất ra đó của mình khoảng tầm 1 phút. Tiếp tục quay trở về, trả nhiệm vụ cho kiếp địch Buckleby. Wow, được thêm 50 cái moon charm. Đấy, một sự tuần hoàn ha. Số khá là đẹp, 44. 44 triệu gu từ bạc cánh đồng. Luôn nhắc lại với các bạn, gu là một cái phấn hoa. Các bạn farm nó trên nền một cái gum drop. Đây, gum drop này. Hả gum drop ha. Nó sẽ cho chúng ta một cái lớp phủ màu xanh tím. Xanh tím xanh hồng gì đó. Và chúng ta farm trên nó. Nó được coi là gu. Tiếp tục rẽ lên đây để chúng ta farm cánh đồng thứ hai, đó cánh đồng Bamboo Field. Sau đó mình sẽ tạt tiếp lên cánh đồng thứ ba, đó là cánh đồng Pytree. Gum drop này chúng ta dùng để crafting cái glue, cho nên chúng ta cần phải tiết kiệm. Oh, nhanh quá vậy, xong rồi hả? Trước khi nhận tiếp nhiệm vụ thì mình sẽ vô đây mình skip 6 ticket đi, để mình coi mình còn thiếu cái gì hay không. Chuyển qua hướng tiếp theo đó chính là Swabat. Để crafting Swabat mình cần tốn rất là nhiều cái Purple Potion nè. Mà Purple Potion thì chúng ta lại thiếu cái glue và Neon Berry. Khá là ngặt nghèo một cái là trong này cái Neon Berry chúng ta không có thể crafting được. Thì thôi, trước mắt mình sẽ crafting cái Blue Extract. Hiện tại mình chỉ craft được 53 cái thôi. Không sao, ok. Chờ 4 tiếng đồng hồ, crafting 53 cái. Rồi cái nhiệm vụ an nghiệt này. Sao kỳ vậy, hôm nay video kỳ vậy. Kêu mình defeat 55 con kiến nè các bạn. Cũng như là 45 con kiến army. Defeat 10 con Hino. Cũng như là collect 1280 Pump Token. Thì mình không biết là với số lượng này chúng ta try hạt một cái vé kiến thôi có được không nhỉ? Rồi mình đã xong cái nhiệm vụ là defeat 55 con kiến bình thường. Tại vì con kiến này hầu như là cái ván nào, cái round nào nó cũng xuất hiện hết. Cái khó khăn ở đây là chúng ta phải trụ lại tới cái round chắc 50 quá. Ê chết 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 chết. Ây da, ây da, rồi chết luôn. Do vừa bình luận vừa chơi game nó không tập trung được các bạn. Vậy là phải tốn hai vé kiến rồi. Rồi ha, thì đó là video này, quá trình mình lấy Type Upper phần thứ 3. Có phần 4 hay không, tùy thuộc vào các bạn. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo nha, xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa, đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à, kỳ ghê á.